Thì đây là một trang web mà khi bạn search một từ mới, khi bạn tìm một từ mới thì nó sẽ ra tất cả những video YouTube có cái từ đấy. Các bạn có thấy tuyệt vời không? Có không? Có đấy cho này. Và các bạn sẽ được nghe người ta nói cái từ đấy trong câu. Thì đầu tiên là chat nhiều. Rồi, cái thứ hai là chúng ta phải hỏi đáp về tiếng Anh. Hỏi đáp tiếng Anh ở đây thì là gì? Thì thứ nhất các bạn có thể hỏi những câu hỏi đầu ngày. How's it going? What's the weather like? How many people are there in your family? Các bạn cứ hỏi những câu ý. How many brothers or sisters do you have? Hỏi đáp thứ hai đó chính là: em đang thắc mắc chỗ này. Em sao em học mấy hôm em lại chán anh ơi? Học một ngày nên bao lâu nhỉ? Học bài này học bao lâu? Tức là có câu hỏi về thắc mắc về việc học tiếng Anh cũng hỏi. Thì đấy người ta gọi là hỏi đáp tiếng Anh. Thì nhóm này là phải làm cho thầy nhá. Có làm được không? Có bấm có cho thầy, không bấm không cho thầy nào. Thì vì cũng đang livestream á, thì thầy rất mong là các bạn thành phố Hồ Chí Minh hợp tác nhé. Khi thầy hỏi như vậy thì mong là các bạn bấm có lên cho thầy nhé. Không thì nó bị sai kịch bản á, thì các bạn ngoài chửi thầy chết. Có, các bạn thì bấm có hết các bạn ạ. Thì thầy không ấy gì cả, đây là rất là khách quan đấy nhé. Đấy, tất cả là bấm có, thầy cảm ơn nhé. Không hết thì chết em rồi chị Thu. Nào, chat này, hỏi đáp tiếng Anh này. Thứ ba là sẽ offline. Thầy thật với các bạn nhé, cứ nghĩ vậy thôi, cứ nghĩ vậy thôi. Có phải mỗi lần các bạn gặp thầy xong về các bạn lại học máu lửa hơn đúng không? Đúng bấm đúng, sai bấm sai. Thế bây giờ các bạn hỏi ngược lại thầy đi. Thầy hỏi hộ các bạn nhé. Nhìn mặt là biết các bạn muốn hỏi câu hỏi này rồi. Có phải mỗi lần thầy gặp học viên về thầy dạy máu lửa hơn không? Thầy xin phép trả lời là đúng. Cái gặp nhau nó rất quan trọng. Các bạn có thấy thầy lấy câu chuyện này ra rất nhiều lần, tức là để dịch được cái mông đi thôi. Nó là cả một sự khác biệt. Như cô Yến bảo đấy, hôm đấy chúng ta họp gặp nhau ở Tân Bình đúng không các bạn? Thì lúc đầu thì khi mà thấy chị Yến gửi địa chỉ ở Tân Bình thì thầy nghĩ là chắc là chị Yến muốn là thầy vào nói chuyện mọi người tí xong là cuốn xéo ra sân bay luôn. Nhưng sau thì phát hiện ra là có người quen. Thì thầy có xin lỗi chị Yến rồi, là cái suy nghĩ của thầy đấy là sai. Nhưng có những bạn từ Bình Chánh lên Tân Bình, đấy là trong Sài Gòn đấy nhá, cực kỳ xa luôn, mà thầy vẫn nhớ lại câu chuyện của thầy ngày xưa. Có một ông anh mà thầy rất quý, mà thầy lười đi thì cứ bảo là ui dồi ôi, bao giờ mà anh xuống đây về chơi thì tốt quá, em lâu quá chưa gặp anh rồi, cứ này cứ thế này, này, này. Các bạn ạ, điều tuyệt vời là cái hôm mà người ta xuống á, người ta gọi á, ở nhà không làm một cái việc gì nhưng bằng một thế lực nào đó không ra gặp. Thế nên là sau này thầy bớt cái kiểu là ôi thầy ơi vào, thầy ơi về đây đi, ôi trời ơi đến đây đi, ôi thầy ơi vào dạy thêm em cái này. Các bạn thấy không, có ai vào học đâu. Các bạn đã hiểu lúc đầu vì sao chúng ta nói chuyện như vậy chưa? Thì cái việc mà chúng ta thay đổi bằng việc là làm những cái việc nó không giống bình thường, nó giúp cho bản thân ta rất nhiều. Và thầy chuẩn bị làm một việc không bình thường, đó chính là ngày 18 tháng 11 này thì thầy sẽ tổ chức một buổi gặp mặt học viên gọi là The Anh English Summit. Thầy cũng nói luôn chi phí nó sẽ mất rất nhiều, có thể là một vài trăm triệu. Thầy nói luôn. Và cái này là thầy dành để tri ân. Đừng có bạn nào bảo sao thầy không làm từ thiện nha, thầy xin các bạn. Thầy làm để tri ân các bạn học viên. Và nó cũng là một phần mà thầy hay nói với các bạn về phi lý trí. Các bạn có thấy có một cái hội nhóm học online nào ở bất kỳ cái môn gì mà lại có cái buổi offline kiểu như vậy chưa? Đặc biệt là những nhóm online tiếng Anh. Không bao giờ có, không mà tổ chức hoành tráng như vậy. Và các bạn sẽ rất bất ngờ về số lượng các bạn bay từ Sài Gòn, bay từ Đồng Nai, bay từ Quảng Nam, bay từ Đà Nẵng, rồi đi từ Hải Phòng, Thái Bình, Bắc Giang, Hà Giang, Sơn La, tụ tập về Hà Nội buổi hôm đấy. Bạn sẽ không thể biết được nhiều người như thế nào đâu. Thì thầy rất kêu gọi các bạn hãy làm những việc như vậy. Có rất nhiều bạn phát hiện ra là chưa bao giờ từng đi máy bay. Nếu mà không có thầy thì không bao giờ biết Hà Nội là gì. Chính là Thu Panda. Nếu không vào học tiếng Anh thì không bao giờ biết Hà Nội. Bạn bảo em chẳng có nhu cầu ra Hà Nội. Thì đúng. Nhưng mà thế là vẫn không đúng. Tuổi trẻ đi lại. Nhưng mà nói vậy thôi. Đọc sách thì thấy mọi người đi lại khoái lắm nhưng có đi vào mắt. Đó. Thì các bạn nhớ nhé, 18 tháng 11 tại Hà Nội. Năm nay tại Hà Nội và chốt lịch luôn là tháng 11 sang năm. Đố các bạn ở đâu? Đúng rồi, ở Lào. Sẽ là thủ đô Viêng Chăn của Lào. Thì chúng ta sẽ sang một đất nước khác để gặp nhau. Rồi đúng rồi, ở Sài Gòn. Đó, thì năm nữa thì thầy không biết. Thì chúng ta làm những việc như vậy. Thế thì tại sao ở Sài Gòn các anh chị gặp nhau vui cười phá mả như vậy mà chúng ta lại không gặp nhau? Thì không cần nhiều, một tháng một lần là quá nhiều, nhưng nếu làm được là rất tốt. Và một quý một lần, một năm bốn lần cũng là được. Mọi người cứ tổ chức đi, biết đâu bất ngờ các bạn có lịch trước. Tức đấy ở Sài Gòn có gì đâu, có khi là thầy cũng tham dự ấy. Mà thầy tham dự thì chắc chắn là thầy cũng góp tiền. Các bạn nhé, thì cái việc này chúng ta nên offline. Và khi mà các bạn tổ chức những cái việc như thế này thì thầy thấy là chúng ta hay bị cái mà nhưng mà sợ không đông người vào á. Thì thầy nói trêu vậy thôi, có 2 người là tổ chức được rồi. Đồng ý không các bạn? Thì các bạn nếu đồng ý bấm số 2 cho thầy nào.
có hai người là tổ chức được rồi, và chắc chắn là có ba người trở lên. Thì nhìn qua thấy có đến chục người là chắc chắn có mặt. Thì chúng ta nên làm điều này nhá. Làm điều này để vì cái gì? Nói thẳng luôn nhá, từ vị trí của thầy là vì thầy, thế cho nên nhanh. Vì thầy là vì sao? Thứ nhất, các bạn không học giỏi tiếng Anh thầy chả có cái gì hết. Mà để học giỏi tiếng Anh mà các bạn không gặp nhau thì đố các bạn mà duy trì được việc học tiếng Anh. Đấy, các bạn cứ nghĩ sâu xa thế được. Vì thầy, hãy làm ơn vì thầy gặp nhau. Ok không các bạn? Đó, sau đó thì nếu các bạn làm tốt những điều này thì thầy sẽ muốn là cứ một tháng thì vào dạy, chữa bài, trò chuyện với cộng đồng học viên thành phố Hồ Chí Minh một lần. Thì có được không các bạn? Và chúng ta sẽ làm điều này đến khi tất cả các bạn học viên ở tất cả các vùng khác cảm thấy tức sộc máu đến cái mức là cũng phải làm như chúng ta, thì thầy đã đạt được mục đích của thầy. Có được không các bạn? Rồi, sau khi nói luyên thuyên quá nhiều thì thầy dành lời xin lỗi đến các bạn xem livestream. Các bạn xem livestream sẽ giờ đến đoạn này. Thì trong nhóm học ở Sài Gòn thì chúng ta coi như là vẫn là đang buổi Zoom học viên nhé. Bạn đang gặp khó khăn gì trong việc học, có sửa lỗi phát âm gì không, hay muốn trò chuyện thì với thầy, các bạn giơ tay lên giúp thầy. Nào, chào Loan. Dạ, chào thầy. Hỏi thôi. Dạ, thầy em phát từ cái gì? Từ chân á, không đúng thầy ạ. À. Là từ nào nhỉ em nhỉ? Từ cái vòi, con voi á thầy. Trunk. Dạ, trunk. Em phát âm lại bình tĩnh cho thầy nào. Nào, em nói cả câu này cho thầy nhé, nhưng mà chậm rãi theo thầy nhé. The elephant. The elephant has đọc theo thầy mà has yeah, yeah. Has a long trunk. Long trunk. Thứ trần nhỉ? Nào, bây em thử nghe kỹ cho thầy, em chỉ trả lời giống hay không giống thôi nhá. Nào, trunk. Yeah, yeah. Nào, em nghe nhá, hai từ này giống hay không giống hay khác nhá. Nếu thấy giống thì bảo là giống, nếu thấy khác bảo là khác nhá. Nào, trunk và trần. Khác thôi. Rồi thì bỏ cái trần đi nhá. Nào, nào, tr, em thử phát âm cho thầy. Tr. Tr. Không phải tr mà tr, tr. T t cái âm t t t tr. Ừ. Rồi, sao em phát âm chữ t của Việt Nam nhưng bằng cái chữ t như vậy nhá, không phải t nhá. Nào, tr. Tr. Rồi, xong r này, tr. 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 Chữ kia bật mạnh nữa. Tr 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 tr. 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 Gần được rồi. Nào, tr mà nhanh nhá thì nó sẽ ra là tr, trunk. Gần được rồi đấy. Chứ trần lúc nãy là chết nha. Nào, trunk. Thì thầy thấy là khi mà em nghe thầy nói á, thì có xu hướng em về cái từ này, thì em mới biết là mình nghe cái từ này ít như thế nào. Bây giờ nhá, nhiệm vụ của Thư này là em sẽ phải ghi từ này xuống, em sẽ nghe riêng nó bằng từ điển, xong thì em sẽ lên trên YouTube. Các bạn xem đoạn này kỹ cho thầy nhá. Xong em lên trên YouTube thì em sẽ lên, em vào cái trang này, và trong khóa học thì có đấy nhưng mà nó là về sau, nhưng em sẽ tìm cái trang này nhá, Youglish. Tất cả các bạn học viên nhá, kẻ đang xem nhá, thì cái này có trong khóa học nhưng mà được, thầy sẽ đẩy nó lên phần trước nhá. Thì đây là một trang web mà khi bạn search một từ mới, khi bạn tìm một từ mới thì nó sẽ ra tất cả những video YouTube có cái từ đấy. Các bạn có thấy tuyệt vời không? Có cũng có đấy cho thầy nào. Và các bạn sẽ được nghe người ta nói cái từ đấy trong câu. Thì ví dụ em tìm từ trunk, đúng không? Thì nó có một cái rất đặc biệt là cái từ này, nó vừa có nghĩa là vòi voi, nó vừa có nghĩa là cái cốp xe ô tô á. Nó có rất nhiều nghĩa em nhé. Rồi thì nó có cả nghĩa khác nữa đấy. Đây rồi. Even at our elephant's young age, her trunk is already 1.5. Em nghe thấy từ trunk chưa? And contains 5 times. Thì em có thể tìm đây là phụ đề là tiếng Anh. Allowing her to smell. Đấy. As a human nose, là cái mũi con người, thì trunk là ấy. Thì em next này, em bấm vào next này thì nó sẽ ra một video khác có từ trunk, ok? It's like how an elephant's long bendy trunk lets it drink water or pick. Các bạn hiểu ý thầy chưa? Thì nghe thật nhiều. Đầu tiên thì nghe từ điển nhá. Chúng ta này có một từ này, đầu tiên thì nghe thầy phát âm trước mà mãi không phát âm được thì nghe từ điển, nghe một vài lần đi. Xong thì nghe phát âm hơi hơi được, xong thì vào nghe tiếp cái này thì nó vào ngữ cảnh, nó sẽ dễ hơn. And by the time the branches meet at the main trunk, there might be hundreds of streams feeding into. Đúng rồi, đây là nghĩa khác rồi đấy. Into trunk. Các bạn hiểu không? Thì đây nó là từ khác nhưng nó phát âm giống hệt nhau, đây từ đồng âm trái nghĩa. Ok chưa các bạn? Thì đó là cách sửa nhá, Thư nhá. Các bạn nhớ trang web này nhá, Youglish. Thầy cho biết thầy đọc đúng không? You xong g xong lish. Youglish. Ok. Thư nhá, còn từ nào nữa? Hết chưa? Chạy vòng quanh nhà để học. Hết rồi thầy. Ôi giời ơi, thì bật lên bảo em hết rồi. Đợi em chạy vòng quanh nhà, vuốt tóc các kiểu xong lên. Hết rồi thầy. Thôi rồi. Được.
xinh gái này làm visual cho cộng đồng được đấy, cố gắng Thư nhá. Thì bạn Thư này có một cái nổi bật hơn các bạn, đó chính là bạn ấy bắt cả nhà học, cả họ học. Đấy các bạn nhá.